Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh youtube.com gạch chéo đồ gỗ Đức Hiền. Kính thưa quý vị, đây là lúc chiều tối ngày 1 tháng 11 năm 2017. Và đây là quang cảnh tại tầng 1 trụ A của đồ gỗ Đức Hiền. Nơi đây chúng tôi là cái xưởng hoàn thiện và đang bày la liệt các cái đồ đang đi vào hoàn thiện đây. Bác thợ già chúng tôi đang làm nhẵn những cái lỗ bên trong này thì là đây, chúng tôi cũng đang cạo nạo cái tập thờ chân 22. Và lúc nãy có giới thiệu quý vị là còn 3 chiếc ấy, thì 2 chiếc thì đã có chủ rồi, còn đây là chiếc tự do. Và đang đánh nhẵn các cái bàn thờ và cuốn thư. Trên đây quý vị nhìn thấy thì la liệt các đồ này, hoặc là cuốn thư câu đối này, tranh cảm, một loạt các cái mặt sập đang đợi để đi vào hoàn thiện này. Rồi thì các cái sập đây đang đánh giáp các cái sập sư tử đây, các cái lộc bình đục tứ linh chi quý 1m8 đây. Ở đây đang làm nhắn các cái lỗ của các bàn thờ. Bác sợ già Trần Vấn là cứ ngày này qua ngày khác là làm cái này. Và đây là các cái tủ sách rồi bàn thờ. Bên trong này là la liệt các loại trường kỷ đang chờ đợi. Trong khi mọi người rất vất vả thì các chú nhiều con vẫn tiếp tục chơi đùa, không vấn đề gì hết. Chào các bác đây. Nói chung là một cái không khí lao động rất là khẩn trương. Và hàng hóa đang trong cái lúc mà hoàn thiện thì bày biện rất là lộn xộn. Còn những cái khu như khu B, khu C chúng tôi bày hàng hoàn thiện thì nó sẽ được ngay ngắn hơn. Vừa rồi hình ảnh ở trong nhà và bây giờ là chúng tôi đang đi ra ngoài đường rồi cháu. Đây là khu A của đồ gỗ Đức Hiền và bên kia là khu B và khu C. Mấy bộ tranh đông bích này đã cọ xong chưa bác? Chưa cọ à? Mai cọ đi. Rồi cái mặt tường này chuẩn đấy. Thôi để mai.